Đúng rồi. Em không cần yêu anh, chỉ cần chăm sóc ba mẹ anh. Cái này lạ ghê à. Em đi làm thì cũng xa gia đình. Một năm thì em chỉ về được có khoảng 1-2 lần thôi. Thì em cũng muốn một người vợ là thay mặt em để chăm sóc cho ba mẹ em những lúc ba mẹ em già gì đó. Mà nếu mà cô gái này là bằng lòng chăm sóc ba mẹ em thì mặc dù có nghĩa là em không yêu nhưng mà em vẫn cưới. Tại vì đó là cái tình cảm thật của cô ta, chứ không phải là những cô gái mà chỉ yêu em rồi chỉ biết mình em thôi. Vậy là bạn muốn người phụ nữ của bạn, tất nhiên là vợ bạn trong tương lai nhé, sẽ ở nhà để chăm sóc ba mẹ bạn, còn bạn thì ở trên Sài Gòn để làm việc. Người vợ sau này của em nha, thì vẫn ở trên này với em. Có thể là hai đứa cùng về quê ở chung với ba mẹ rồi kiếm việc ở dưới quê. Vậy thì em rất hợp với một cô thôn nữ đấy. Không, thích hợp với một cô ô xin. Vâng. Nói vậy thì cũng hơi nặng quá nhưng mà cũng nặng. Đúng anh. Đúng chứ gì nữa rồi. Cái thích mình thì để đọc được ở đây là một người cực kỳ tôn trọng các cái mối quan hệ gia đình. Và họ thật sự là yêu và bảo vệ cái gia đình đó. Mình nhìn thấy ở đây là một người đàn ông bảo vệ, chứ không chỉ đơn thuần chỉ là một cái người con mà đang báo hiếu bố mẹ. Và trong thế kỷ 21 thì chúng ta có vô số lựa chọn. Bạn có thể mua cái biệt thự bên cạnh nhà để bố mẹ ở. Nếu như thật sự muốn chăm sóc, đấy là lựa chọn của một người bạn mình từ những năm 1998 đến năm 2000, tức là cách đây 20 năm. Hồi nãy ảnh có nói là anh sẽ cưới cái người đó dù không có tình yêu. Đó, thì đó mới là trọng điểm mà em đó nói. Chính là vấn đề. Dạ, cái này anh có thể giải thích rõ hơn hay là ý của anh thực sự là vậy? Nhiều khi là anh chỉ thích người đó thôi, chưa đến cái mức độ yêu. Nhưng mà cái cô ta là có hiếu với ba mẹ cô ta, có hiếu với ba mẹ người yêu của cô ta gì đó, thì anh chấp nhận cưới, không cần đợi đến cái mức là gọi là yêu, yêu là nồng cháy. Đặt trường hợp có hai cô xuất hiện cùng lúc, một cô ở gần nhà anh ở quê, rất là gần gũi chăm sóc ba mẹ trong lúc mà anh đang ở thành phố lập nghiệp. Còn ở trên này anh gặp một cô khác, chưa biết cổ sẽ có chăm sóc ba mẹ không, nhưng mà cổ muốn là mình sẽ tiếp tục công việc ở tại thành phố mà không có đồng ý là cùng về quê tìm việc mới với anh. Thì hai cô đó anh sẽ lựa chọn xây dựng tình cảm với cô nào? Nhưng mà rõ ràng là cô ở thành phố hấp dẫn hơn, thích hơn, thì sẽ như thế nào? Ví dụ như đúng cô này luôn đây nè. Linh không muốn về quê thì có thể là hai chúng ta lập nghiệp trên này để đón ba mẹ lên ở chung. Dạ, nhưng mà ba mẹ anh thì chắc chắn là sẽ thích cái cô ở quê, tại vì gần gũi, thân thuộc biết bao lâu và đã được chăm sóc, yêu thương cổ, coi cổ như con dâu trong nhà. Tại vì nhìn em không có đủ tin tưởng, không có đảm bảo là em sẽ chăm sóc cho hai bác tốt như cô kia. Tôi biết bạn không trả lời được. Những thứ bạn đang nghĩ hoàn toàn không sai. Một người đàn ông phải có hiếu với cha mẹ, nhưng bạn phải biết cân bằng nó, chứ không phải là bạn chỉ chăm chăm chỉ phục vụ một mục đích đó. Vì cuộc sống của bạn còn rất nhiều thứ bạn phải chia ra để gánh vác, để có trách nhiệm. Vấn đề của bạn nằm ở tư duy. Còn hôm nay có thể bạn thay đổi hay không tôi không biết, nhưng mà với những ánh mắt ở đây này, nên thay đổi thì bạn sẽ phải thay đổi. Bây giờ muốn bạn gái của mình chăm sóc cho ba má mình á, thì bạn hãy lo cho ba má của bạn. Chính gái xác. Chứ trời ơi, vậy là con gái á, nhìn thấy cái cảnh đó mình phải đối xử tốt với ba má của anh mới được. Cái ý tốt đáng được ghi nhận. Nhưng mà trong trường hợp này, sau khi đã được chia sẻ rất nhiều với bạn cố vấn với em, thì anh có muốn thay đổi nó không? Anh có muốn thay đổi nó không? Anh có muốn thay đổi nó không? Anh nhận giữ ý kiến của anh. Nhận giữ ý kiến của anh. Nếu mà em chấp nhận yêu anh thì chấp nhận ý kiến của anh luôn. Anh vẫn giữ nguyên. Anh chỉ nói là hãy cân bằng mọi thứ. Hạnh phúc là sự cân bằng. Hãy cân bằng nó. Vậy thôi. Em muốn chia sẻ với anh một tí xíu, bởi vì mình có nhiều điều tương đồng với nhau á, cho nên là từ đầu chương trình cho đến giờ em cảm thấy là mình chia sẻ với nhau được nhiều thứ. Và bản thân em cũng đôi lúc mình cũng có những cái suy nghĩ hướng về gia đình nhiều hơn, cho nên em hiểu anh. Nhưng mà hiểu không có nghĩa là em sẽ tìm kiếm một cái người giống vậy. Em cảm thấy mình còn trẻ lắm, cho nên em vẫn muốn có một cái tình yêu nồng nhiệt, nhiều trải nghiệm và khám phá. Em chúc anh sẽ kiên định với lựa chọn của mình. Nhưng mà kiên định không có nghĩa là cứng đầu, từ chối mọi sự thay đổi đâu. Nếu tìm thấy một cô gái bằng lòng thay đổi về anh và chấp nhận những cái từ khóa của anh thì anh nên trân trọng cô ấy. Còn hôm nay thì em không chấp nhận được hành lý này. Nó quá nhiều rồi. Cảm ơn anh.
Rồi nào, mời bạn Đạt hãy đóng vali lại và mang hành lý của mình xuống đây ạ. Trước khi chia tay về chuyến bay và cô gái này, bạn sẽ nói điều gì? Thì lúc nãy là Linh với lại mọi người có nói là anh nên thay đổi ý định. Nhưng anh lại suy nghĩ là anh sẽ nhất quyết giữ cái ý định này. Nếu như Linh vẫn chấp nhận chọn anh thì coi như đây là một cái thử thách. Nói chung là anh nhất quyết cái gì rồi thì anh sẽ chọn mãi mãi cái đó. Dạ, kiên định một lòng. Rồi, chúng ta sẽ ghi nhận cái điều đó của bạn và chúc bạn sẽ có thể hoàn thiện được chính mình một cách sớm nhất để đạt được những gì mình mong muốn một cách nhanh nhất. Cảm ơn bạn. Chúng ta còn một hành khách cuối cùng và hành khách này đương nhiên sẽ có